tờ ai mẻ đó, nhỏ nhỏ hết cánh này mấy bạn. Mình thả, đem lại đây mình thả. Thả đây này cho nó sống chứ. Cái gì đánh chim à, để mấy người đánh chim người ta. Trời nó bay không được luôn nè. Nó nhảy vậy thôi á. Nó lủi vậy. Anh chim này chắc khó sống quá. Không thoát được miệng của mấy rắn. Họ đánh chim á cái họ cắt họ nhỏ hết một bên cánh đằng cho nên đừng bay được. Ác quá. Đùm cỏ này là thường là cũng có mấy con chim đó, đó. Bạn thấy không nè, chuẩn bị nó làm tổ này ha. Nó mai cái là cái tổ đó. Hình như chưa xong á. Này cỏ cỏ đường nó tới luôn, cỏ cao lắm. Đánh chim là họ quên rắn dữ lắm mà đi đánh họ mấy người đánh chim lại thêm mấy chỗ này nè. Mấy chim à? Mấy chim chuẩn bị làm tổ rồi nè ha. Này, mới nó ghê à. Đây ổ nữa nè. Này là mới mới tanh luôn còn xanh lắm. Nó trộm nước sét nó làm thấy không? Đây nhiều lắm, nhiều quá trời. Lúc trong kia có mấy ổ nữa ha mấy bạn. Chim này nó ở theo mấy cái cây này nè. Cái chim nãy. Nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà lấy ổ chỗ này mình chạy bữa nữa thôi dẹp hết cái đâu còn chỗ nữa đâu để thôi mình về nha cây mẹ nó mấy ổ là thấy đẹp vậy chứ đừng hái đừng bẻ để cho nó làm tổ nó đẻ nữa mình lấy chẳng khác gì mình phá nhà của người ta thôi về nha mày nè đây là luôn nè không nó làm nhiều lắm rừng mà quên rừng cỏ mà giống làm ha đó theo hướng tây đó đang ổ ha đây ổ nè làm nhiều lắm. Ở đằng kia có mấy ổ nữa. Cái này cái bông cỏ nó thích ăn cái này lắm. Thôi mình về.